Bài viết xuất sắc của một cô gái ngoại đạo lấy chồng có đạo Công giáo. Thành Long mến chào cộng đoàn, đây là hình ảnh của tác giả trong ngày lễ trọng đại nhất cuộc đời. Câu chuyện bạn gia nhập đạo Công giáo cũng hết sức đặc biệt. Mời cộng đoàn cùng nghe tiếp. Lưu ý, video không có ý nói đạo nào tốt hơn đạo nào. Người theo đạo Chúa là một ơn riêng, người theo đạo Phật là một cay duyên. Bạn gái chia sẻ, ngày trước, chính xác là hồi cấp 3, mình đã có suy nghĩ như thế này. Mình chơi chung với những người bạn có đạo, nhưng mình sẽ không bao giờ lấy một người chồng có đạo Công giáo. Vậy mà bây giờ lấy ngay một bạn chồng đạo gốc. Ông nội và bố chồng đều làm ông chánh, tức ông trùm trong nhà thờ. Bởi vì sao? Rất đơn giản. Gia đình mình là Bắc 75, hoàn toàn theo đạo Phật. Ba mẹ con quy y ở chùa Hoằng Pháp. Mẹ mình ăn chay trường, hai chị em mình được mẹ dắt đi chùa từ nhỏ. Bởi vậy, quan điểm của mình đã kiểu bị ăn sâu vào máu là nếu hai người không cùng tôn giáo, không cùng đức tin thì làm sao có thể hòa hợp, làm sao có thể xây dựng hạnh phúc được nhỉ? Và còn có một cái kiểu suy nghĩ nữa là tại sao mình phải bỏ đạo mình để theo đạo của người kia chứ? Thì bây giờ, khi đã đi lễ gần 3 năm, theo đạo được 2 năm, thì câu trả lời để giải đáp cho những thắc mắc của mình đó chính là vì tình yêu của cả hai đủ lớn để hy sinh. Còn tất cả những lý do còn lại chỉ là những lý do mà mình nghĩ khi hai người chưa đủ thương nhau sẽ không thể vượt qua được. Và một điều quan trọng hơn hết, đó chính là người đồng hành với bạn, người dẫn dắt bạn vào đạo, có đủ tinh tế, đủ bao dung, đủ chín chắn để cho bạn có một lòng tin thật sự vào đạo hay không. Đợt đó, hai đứa mình cũng quen nhau được khá lâu rồi. Cũng tính tới chuyện lâu dài, mình có hỏi anh ấy một câu là cưới nhau mà ai giữ đạo nấy được không anh? Thực sự lúc đó, mình đã xác định sẽ theo đạo rồi, nhưng vẫn hỏi để xem anh ý phản ứng như thế nào. Như bình thường thì anh ý kiểu rất hào hứng giải thích cho mình, nhưng lần này thì kiểu ngơ ngác, mặt đần ra rõ luôn, xong kiểu im lặng, tay nắm tay, chân nắm chân, rồi bốn mắt nhìn nhau như kiểu giỡn mặt hả má. Anh biết là rất khó, anh biết là em cũng chưa tin lắm, nhưng thực sự nếu hai vợ chồng mỗi người một đạo thì sau này con cái giáo dục như thế nào? Nhà hai bàn thờ Phật, Chúa, các con biết thờ đấng nào? Nói là ai giữ đạo nấy, nhưng cũng gần như là anh bỏ đạo rồi. Vậy còn em thì sao? Khúc này mình đang lấy tâm lý người bị hại. Khúc này hai đứa ôm nhau, mình khóc hu hu, rộ mãi không nín luôn. Thật sự cái cảm giác lên chùa để bỏ pháp danh, cảm giác như trong mình mang trọng tội vậy đó. Đấu tranh tư tưởng, con tính hay thôi khỏi cưới cho khỏe, lỡ đầu sau này không đợi được với nhau lâu dài thì người ngu là mình chứ ai. Đấy, nhưng cái mình rất thương anh ấy là chưa bao giờ anh ý ngỏ ý hay đại loại như kiểu em bỏ đạo theo đạo anh đi, em bỏ đạo được chứ, anh không bỏ được. Cách anh ý dẫn dắt mình rất tinh tế, tâm lý và không vồ vập tí xíu nào. Lần đầu tiên anh ý rủ mình đi lễ chỉ là tôi đi lễ nha. Ok, bài mấy người. Muốn đi lễ với tôi không? Đi vui lắm. Mình mới hỏi, thiệt không ba? Thiệt, vô nhà thờ ngồi mát lắm, nhà thờ đẹp nữa. Hồi đó đi lễ trên Sài Gòn, giáo xứ gì ngay đường Lê Văn Sĩ, quên mất rồi, có cái chuông to to, đẹp đẹp. Mình đi lễ thì thật sự, ôi trời ơi, đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác, không thể ngơ ngác hơn. Người khác ngồi thì mình ngồi, đứng thì mình đứng, quỳ thì mình quỳ, hu hu. Nhưng sự thật là khi mình chưa hiểu mô tê gì thì đi lễ rất buồn ngủ. Cha giảng kệ cha,
con ngủ kệ con luôn á. Tính ra chồng mình biết mình đi hay ngủ gật mà vẫn đam mê rủ nha, tuần nào cũng rủ, bị nghiền hay gì đó. Lúc đó mình còn nghĩ, trời, chồng mình siêng năng đi lễ ghê luôn, ngoan đạo dễ sợ, mà ông mỗi lần đi lễ cực kỳ chăm chú nghe cha giảng. Xong mình cũng đặt câu hỏi, ủa, đạo công giáo có gì mà ông đam mê vậy ta? Sau này mới biết, Chúa Nhật lễ trọng, một tuần có một tiếng thôi, chứ có gì đâu mà siêng. Mình theo đạo rồi đi lễ còn siêng hơn cả ông. Mỗi lần lễ nào mà kiểu trọng nhưng không buộc, mình còn đi nhiều hơn cả ông. Xong kiểu, vợ mình ngoan đạo ghê, đi đi vợ, cố lên vợ, vợ được nhiều ơn của Chúa lắm á. Vậy sao chồng không đi chung? Thôi em đi với mẹ đi, lễ này phụ nữ đi thôi mà. Cuối cùng lên tới nơi, quá trời đàn ông, con trai luôn, tức điên. Bởi vậy đó, nếu thật sự yêu thương một người đam mê đạo, bạn cũng sẽ đam mê như họ. Và tất nhiên, không thể một sớm một chiều để làm họ thay đổi được tư duy, suy nghĩ. Tất cả đều cần thời gian, sự nhẫn nại và cách quan trọng nhất vẫn là tình yêu nữa nhé. Câu nói chung vẫn là, thực sự là đạo nào cũng dạy cho mình những điều tốt. Theo đạo công giáo là một ơn riêng. Từ ngày theo đạo Chúa, từ ngày yêu bạn ấy, mình có được nhiều ơn. Mình học cách cầu nguyện nè, học cách đọc kinh nè, học cách tin tưởng nè, và tất nhiên, sau những điều đó vẫn là hồng ân. Em mong tình yêu của chúng ta đủ lớn để có thể cùng nhau trải qua nhiều năm nữa. Amen.